Đây này, bọn mình nha, có thể tự làm kem mà không lạnh, có thể tự làm kẹo mút mà không phải đi mua. Thật á? Đúng rồi, mau mau xuống giường đi, bọn mình ra làm thôi. Một hộp là kem, một hộp là kẹo mút. Bây giờ, bọn mình làm hộp nào trước bây giờ? Không, làm kem của tớ trước, làm kẹo mút trước. Tớ cũng thích ăn kẹo mút hơn. Thế thì, anh em mình mở kẹo mút trước đi, kệ chị chàng. Để cái hộp kem ra đây, mở hộp kẹo mút nào. Đây rồi, đây rồi. Ôi wow. Bên trong cái hộp này có cái viên gì vậy anh Kem? Nhìn lạ quá. Đây như kiểu là viên đường ý. Để trang trí đây này. Trông nó như kiểu là dạng hình những cái pop-it ý. Còn đây, tớ chính biết rồi. Cái khuôn đúng không? Đúng rồi, là những cái khuôn để làm ra kẹo mút. Ngon đấy, ngon đấy. Hấp dẫn đấy, hấp dẫn đấy. Bây giờ, trình tự làm như thế nào? Các cậu có biết không? Trình tự làm mắc nhìn ở đằng sau hộp của hộp dẫn đấy. Đằng sau cái hộp à? À, đây rồi, đây rồi. Đây là các bước hướng dẫn này. Đầu tiên là sẽ phải ngâm nước ấm cho những cái tuyết sô-cô-la và sữa này mềm ra. Sau đó phủ hạt theo hình các con vật, rồi phủ sô-cô-la và sữa lên. À, thế thì cũng đơn giản đấy. Bọn mình bắt tay vào làm thôi. Here we go. Nước ấm đến rồi đây, nước ấm đến rồi đây. Đây, cho hai cái tuýp này vào nước ấm này. Bọn mình sẽ để tạm ở đây. Còn bây giờ, mình sẽ bắt đầu trang trí mấy cái hạt này theo hình các con vật nha. Hình các con vật á? Ở đây nó đã có một tờ giấy, có sẵn rồi đây này. Mình chỉ việc làm theo thôi. Đấy, đặt đúng vào đây nha. Đây là hình một con chuồn chuồn đúng không? Đúng rồi, còn đây, đây là hình một con quả dâu tây. À, quả dâu tây à. Đổ những cái hạt này ra đĩa này. Bây giờ mình sẽ xếp theo màu sắc ở trong đây. Cái này anh nghĩ là em Cam làm được đấy. Đây chính là cái gắp nha, anh làm mẫu nha. Một viên màu hồng này, mình sẽ cho vào vị trí của màu hồng. Đấy, như thế này. Nhìn thế này giống như là xếp vào tranh đá ấy. Đúng mà rồi. Em Cam hay làm đấy. Đây em Cam làm đi. Đấy là màu hồng, tiếp tục cho vào đây. Thật là cẩn thận. Rồi em thả ra. Sau đó gầy gầy vào hả? Đây, bây giờ chúng mình sẽ trang trí các hạt màu hồng trước nha. Úi chà, cái viên này khó gấp đấy, không đơn giản đâu. Em Cam hỗ trợ giúp chị lấy viên màu hồng nào. Màu hồng mà. Chị bảo đưa màu hồng đây cho chị, để chị trang trí hình con chuồn chuồn này mà. Sao lại cho vào mồm ăn thế? Chưa được ăn đâu. Khi nào chúng mình làm thành hình cái kẹo mút ý thì mới được ăn. Đây. Đấy, trang trí các hạt màu hồng này vào đây nhá. Chị sẽ làm người của con chuồn chuồn, còn em Cam sẽ làm đôi cánh của con chuồn chuồn nhá. Ui dồi, mấy cái trò này đơn giản. Màu cam khi là đôi cánh.
đấy hả Cam? Em làm xong rồi mà chẳng thấy ăn đâu. Ui ôi, làm xong rồi à? Ngồi đợi em Cam xếp mấy cái hạt đi vào khay. Mà có khi trời sắp tối rồi kia kìa. Cho sô-cô-la đều lên. Sau đó mình sẽ cho một cái que mút này vào, đặt vào chính giữa nha. Rồi, sau đó phủ tiếp sô-cô-la lên nào. Nhưng mà tớ trông nó có vẻ không giống như trong. Tại vì cái sô-cô-la này nó lại cứ như kiểu là mấy con giun ấy. Bạn nhím, làm cái kẹo mút kiểu gì thế này? Trông sợ quá. Cái này trông giống cái gì nhỉ? À, giống như những sợi mì tôm ấy. Nhưng mà cảm giác nó không đều. Như thế này thì làm sao mà ăn được? Lúc này rút ra như thế này để ăn hả cậu? Không, cái này tí nữa phải để vào tủ lạnh để cho sô-cô-la nó đông cứng đã thì mới ăn được. Còn bây giờ tớ phải cho nốt vào bên này nào. Mình bóp 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 bóp. Tớ nghĩ là chắc là do mình bóp chưa đều đấy. Lần này để tớ thử làm khéo hơn xem thế nào. Nó cũng vẫn là những cái đường này cậu ơi. Ui dồi ôi, mọi người có liên tưởng đến cái gì không? Tớ không biết là cái món này nó ăn nó sẽ như thế nào đây. Một nửa này. Sau đó cho cái que kẹo này vào, ấn đều. Và cho tiếp phần còn lại. Ui. Tiếp tục ở dưới này nè. Cho vào giữa này nữa. Gạt gạt cho nó đều ra. À, tớ biết rồi. Sau khi mình phun xong ý thì mình phải chấm như thế này thì là nó mới chảy ra đều được. Cái này trông có vẻ ổn hơn rồi đấy. Nhìn cái kẹo của anh nhìn liên tưởng cái gì. Cứ đợi mà xem, tí nữa ăn ngon nhá, xem có chanh ăn không nhá. Đấy, được rồi, được rồi. Một chiếc kẹo màu đen và một chiếc kẹo màu trắng. Bây giờ tớ sẽ cho vào tủ lạnh để cho nó đông cứng lại nhá. Bây giờ đến lượt món của tớ. Có bạn nào thích ăn kem không? Ăn kem này đúng là vừa ngon mà còn không bị viêm họng chứ. Bạn nào mà bị viêm họng á, không ăn được kem thì chúng mình có thể mua cái cây kem này về tự làm tự ăn à. Đây, nguyên liệu gồm có những thanh sô-cô-la, vị con bò, có hình những con bò này. Đấy là sô-cô-la bò sữa đây. Đấy, rất nhiều màu luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 túi luôn. Như thế này ăn được luôn à? Hay là như thế nào? Không không, xem ca lại cho vào mồm ăn như thế. Cái này để lát nữa chúng mình sẽ ngâm vào nước và bóp cái sô-cô-la ra giống như vừa hôm nãy mà cậu làm cái kẹo mút ý. Cái này cũng giống yệt như thế luôn. Chúng mình sẽ phải ngâm các thanh sô-cô-la này vào nước ấm. Đấy. Còn đây có rất nhiều những que ốc quế mini luôn này. 1, 2, 3, 4, 5. 5 que ốc quế luôn. Đầu tiên ý, trước khi làm kem ý, thì chúng mình sẽ phải đục hai cái lỗ theo hình tròn ở đây này. Để làm gì hả cậu? Để lát nữa chúng mình sẽ cắm hai que ốc quế này lên trên và tạo hình. Em Cam, đưa cho chị một thanh ốc quế nào. Đây chị ơi. Chị xin. Một thanh ốc quế này, hai thanh ốc quế này. Bây giờ sô-cô-la của tớ đã ngâm được chưa? Được rồi, được rồi. Nóng rồi đấy. Túi đầu tiên con bò sữa màu vàng. Đây cậu. Bây giờ tớ sẽ bóp sô-cô-la cho vào đây nhá. Đấy. Sô-cô-la chảy ra trông ngon nhỉ. Wow, mùi thơm ấy. Có vị của cam và dâu tây. Túi này màu vàng nhưng mà lại có cả màu hồng bên trong này. Ui, lộng làng. Rồi. Kem chảy hết cả ra ngoài rồi. Làm kem này phải rất là khéo tay đấy. Cái thanh sô-cô-la này dài quá các cậu ơi. Ôi trời ơi, hình như là sô-cô-la này nó dễ đông cứng quá. Nó đã cứng hết lại rồi.
Chị cho nằm chả thiếu gì cả, chả khác gì anh nhỉ. Như anh nhưng mà như anh như thế nào? Chị chán làm xấu hơn anh là chắc. Úi trời, đây này, nó phải mềm như thế này mới dễ tạo hình. Cái này trông có vẻ dễ làm hơn đấy. Nhưng mà cậu không làm nhanh là nó cũng sẽ cứng lại đấy. Được chưa? Được rồi các cậu ơi. Ôi trời. Sao trông nó cứ sao sao ấy nhỉ các bạn nhỉ? Nhìn này. Quả kem này trông không giống kem gì cả. Nhìn trông cũng giống như mấy sợi mì tôm để vào ấy. Kem này ăn được chưa? Chưa ăn được đâu em Cam. Vẫn còn thiếu. Nhưng mà ngon mà. Ngon á? Còn thiếu đấy. Em Cam biết thiếu cái gì không? Ta da. Tớ đã làm xong hết 5 que kem rồi đây. Sao cái que kem này này lạ thế này? Que kem nào con? Đây. Kem này á? Đúng rồi. Kem này tớ đang bóc vỏ thế nào mà tự nhiên lại bị hết sô-cô-la các cậu ạ. Cho nên là nó mới chỉ được tí tí thế này thôi. Kem của chị vẫn còn thiếu những cái hạt này này. Đấy, em Cam biết đây là hạt gì không? Đây là hạt gì đấy cậu? Đây chính là những hạt đường đấy. Hạt đường màu sắc. Wow, rắc những hạt này vào sẽ giúp kem của chúng mình thơm hơn, ngon hơn, béo hơn, ngậy hơn. Này, rắc tiếp vào những cây kem tiếp theo nha. Đấy. Em thích rất nhiều hạt ý. Ok luôn. Đây, cây kem con sâu này nha. Chị sẽ rắc nhiều hạt ý nha, cho em Cam ăn nha. Đấy, rất nhiều những hạt đường phủ lên luôn. Đấy, nhiều chưa, nhiều chưa. Rồi, cái này là anh làm chứ em làm đâu. Đây là món kẹo anh thiết kế đấy. Ui, ngon thế. Cậu thử bỏ ra, xem kẹo hút của cậu làm có thành công không. Bây giờ, thử bỏ ra nhá. Cẩn thận đấy, không vỡ. Wow, nhìn này các cậu ơi. Wow. Một cây kẹo mút màu sữa luôn. Đẹp thật đấy. Ở đây vẫn còn những cái hạt đường này y nguyên. Anh tặng em Cam cây kẹo này, thử xem có ngon không. Cái ăn đâu mà ngon. Còn anh sẽ bóc cái này. Eww, cây kẹo mút này kinh khủng nhất mà tớ từng nhìn đấy. Nhưng mà ăn chắc chắn nó sẽ vẫn ngon. Để tớ thử ăn nha. Gì mà nó giòn thế? Kẹo sô-cô-la. Còn vị giòn giòn ấy là vị của những cái hạt này đấy. Những hạt này nó là hạt đường cậu ơi. Ăn thơm thơm, ngon ngon. Cần cái này của em là sô-cô-la trắng. Ăn cũng quá là ngon. Thế còn của cậu, kem của cậu thế nào rồi? Kem của tớ đây, chứ còn kem của tớ đâu. Kem một que. Em Cam một que này. Đấy. Bạn nhím một que này. Sao tớ que xấu thế? Que đấy là que đẹp nhất của tớ rồi đấy. Xấu gì mà xấu. Còn tớ sẽ ăn que kem hình con sâu này nhá. Bây giờ thử ăn xem kem này có ngon không nhá. Ngon. Kem ngon. Mà lại không cần lạnh mà. Thơm. Đúng rồi. Ăn như thế này thì không bao giờ lo bị viêm họng. Nhưng mà kem này hơi ngọt cậu ơi. Bởi vì nó làm từ sô-cô-la mà. Cho nên là nó mới hơi bị ngọt như thế. Ăn cái vị của cái ốc quế này thơm thật đấy. Nhưng mà em lại thích vị ngọt này. Ăn như kẹo vậy. Có cây kem như thế này, trời mùa đông mà chúng mình thích ăn kem ý, cứ làm kem vị sô-cô-la như thế này, ăn thoải mái cũng không lo bị đau họng luôn.